làm gì? Đây là chỗ là anh muốn đến, đến muốn đi đi hả? Anh bận quá nên là anh đi gấp. Anh không có điện thoại à? Anh không nhắn tin được à? Anh không gọi điện được à? Anh bị câm à? Anh có biết là khi anh đi tôi như thế nào không? Tôi như một con điên. Tôi đi tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi. Cái ngôi nhà này nhìn ở đâu cũng thấy anh. Nhưng mà tôi không thể nào tìm được anh. Vì tôi với anh có là gì đâu. Bây giờ anh về đây anh muốn tôi phải vui vẻ với anh à? Tôi phải mừng à? Tôi phải mừng, tôi vui cười khi anh quay về đến với tôi à? Chúng ta chưa từng là gì của nhau. Anh chưa từng là điều em cần. Em không muốn anh là nửa sau. Có những đêm dài ở trong căn phòng trống rỗng. Cảm giác bên em mỗi ngày cũng dần trở thành số không. Em nói em còn trẻ, thanh xuân em vẫn còn dài. Không muốn anh ở bên cạnh, một thằng luôn than mệt hoài. Dù ngày mai tới đâu, có thành công để tới nhau hay là sẽ sụp đổ, chỉ khiến người khác phải thêm nhói đau. Và đã nhiều lần anh đây cố thử làm thêm rất nhiều phần công việc, sợ chúng nó hơn anh mọi thứ rồi cố đuổi theo em lại không kịp. Về căn phòng với mớ hỗn độn, còn quần áo thì chưa kịp thay. Xin lỗi em sao băng bé nhỏ, vì lần này anh bỏ lỡ dịp may. Anh không phù hợp với bầu trời đầy nắng rộng. Anh là người chứa men cay, thứ khiến người khác đắng hỏng. Nên trả em về với thiên cầu, thích hợp để được tỏa sáng, bù đắp những gì chưa thể. Như vậy mới là thỏa đáng.